Các bạn để bắt đầu học tiếng Trung thì một cái điều cần thiết chúng ta phải cài đặt bộ gõ tiếng Trung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn giới thiệu và hướng dẫn với các bạn cài đặt một bộ gõ tiếng Trung Quốc phổ biến nhất mà người Trung Quốc cũng như là các bạn học tiếng Trung trên toàn quốc vẫn hay dùng, chính là bộ gõ sâu câu nhé. Đây các bạn gõ pi sô câu hoặc các bạn gõ sô câu là có thể tìm được. Sau đấy các bạn chọn vào đây nhé, tải về. Bộ gõ này thì có rất là nhiều cái hình ảnh để cho các bạn lựa chọn nhé, nên chỉ có phông nền để mình chọn chữ. Đây các bạn bấm tải về nhé. Sau khi tải về rồi thì các bạn mở cái phần này lên, bấm vào đây. Các bạn bấm run chạy. Bạn cứ bấm an toàn nhé, bấm next lên là được. Phần mềm này thì nó hỗ trợ rất nhiều khi mà các bạn đánh máy nhiều đấy. Đánh máy nhiều thì các bạn có thể nó sẽ có cái dấu nhiều, nó hiện lên những cái từ mà mình hay dùng để các bạn lựa chọn. Thì lúc đấy sẽ chọn rất nhanh. Để các bạn bấm đây. Đó, mình tắt cái trang này đi. Rồi đây thì mình cứ lựa chọn cái mặc định của nó là được. Đấy. Đây có thể các bạn có thể lựa chọn với những cái hình nền này rất là đẹp này. Đây bây giờ mình chọn cái hình nền, đây là hình nền cơ bản nhé. Còn đây cái hình nền có thể là tùy mình thích lựa chọn những cái hình nền nào thì mình chọn. Rồi đây các bạn đánh dấu tất cả đi. Đây là tất cả các bộ từ điển thì các cái tất cả từ ngữ chuyên ngành này. Đây bạn nhấn next. Rồi sau khi cài xong thì nó sẽ hiện lên đây nhá. Đấy, hiện lên ở đây cho các bạn này. Và các bạn chọn đây là các bạn chọn chế độ tiếng Trung này. Các bạn chọn đây là chế độ tiếng Anh này. Đấy. Rồi các bạn chọn chế độ tiếng Trung nhá. Sau đấy mình sẽ thử một chút. Đây các bạn có thể là di chuyển cái khung chữ đi đến vị trí nào mình dễ nhìn nhất. Được chưa? Các bạn khi mà đánh pin nghe xong là các bạn có thể chọn chữ. Nếu mà không có chữ mà các bạn chọn thì các bạn bấm đây. Đây nó sẽ rất nhiều, đây nó sẽ có rất nhiều cái chữ để mình lựa chọn xem chữ nào đúng và chữ nào mình cần dùng. Đấy các bạn chỉ cần khi mà đánh xong chữ các bạn chuẩn chữ rồi thì mình đánh dấu cách cái là nó chữ hiện lên như bình thường nhé. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn nào có bạn có thể Ctrl Shift F để chuyển sang tiếng Trung phồn thể nhé. Nên là ví dụ như chữ cơ kia là chữ phồn thể nhé. Còn nên bây giờ mình sẽ đánh cũng chữ này nhé, chữ giản thể này, Ctrl Shift F này. Đây là chữ giản thể này. Đấy, ngoài ra thì các bạn nhấn phím Shift là sẽ ra đánh tiếng Anh. Được chưa? Đấy.
đấy, các bạn chỉ cần tải về rất là đơn giản là mình đã có một cái bộ gõ tiếng Trung Quốc rồi nhá, để mình sử dụng nhé. Trong trường hợp nếu mà mình không có mạng để mà tải về thì có thể dùng cái bộ gõ mặc định cũng được. Bộ gõ mặc định ở đây mình cài rồi thì nó sẽ không thể nào hiện được bộ gõ mặc định, còn bình thường trên Windows thì nó cũng sẽ có một cái bộ gõ mặc định rồi nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.